sang chảnh cùng đi ăn mực. Áo bao căng cho là vùng năng lực. Lắm mày thấy mày phải ổn nó tạo lực. Giờ đây làm gì hay cũng nóng rồi. Rượu cũng đã uống cũng đã nhắm môi. Ký túc xá quê cũng đóng rồi. Anh tự nhiên là đau bụng lắm rồi. Hay có nhà nghỉ thì ta vào. Ê, mấy phút em mới sao nào. Ê, đi thì xinh thôi sẽ không kỳ đâu. Anh thề anh không làm gì đâu. Anh có gì anh chỉ ôm thôi. Hay là cùng lắm ta dừng ở hôn môi. Anh là 10 phút là ta nhanh về. Anh không làm gì đâu anh thề. Gì đâu anh thề.